Đây mình gọi một dâu dòng xe mà mới đánh nè mọi người, sáng nữa không? Ừ. Mà mỏng đánh ốc, đánh ốc luôn nó đẹp. Đánh ốc luôn nó đẹp mọi người. Đây là bộ e nè mọi người, lọc gió bộ e này. Đây là nước phòng vệ sinh, đây là hầm đồ. Hello mọi người nha, chào tất cả mọi người nha. Hiện tại này mình đang có mặt ở bến xe Liên Tỉnh mọi người ơi, đang chờ khách mọi người. Với mới vừa ký lệnh xong à, còn một người khách người ta đang ra mọi người. Đây mình đang ở trước cổng bến xe nè mọi người. Đây, hôm nay là chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật thì tháng này mấy tháng này thì chủ nhật rồi, khách cũng gọi là thưa thớt chứ không có đông như mấy tháng hè mọi người. Bên đây là xe tải Phương Trang nè mọi người, Puta nè, tải hàng chở hàng từ Sài Gòn lên Đà Lạt về Sài Gòn nè mọi người, xe tải Hino mọi người. Mình có hai giường đó mọi người. Đà Lạt thì hôm nay không mưa nha mọi người, mà cũng không nắng nữa. Cái gì ta? Ây da, cầm mấy nước sôi thôi. Nước sôi uống trà ra. Xúc bụng ra. Uyên ơi, Uyên. Ừ. Em nấu trà, em nấu nước sôi hả? Em nấu nước ở đâu rồi? Hả? Nước đâu chứ? Anh nói nghe để anh biết anh chăm nước trà anh uống. Thì anh uống đi, ủa nấu cái khác uống được rồi mình uống đi xíu. Nhưng mà nước đâu? Nước trong bình đó anh. Trong bình lọc á hả? Ừ. Hả? Ừ. Thiệt không? Ừ. Sao em nói? Tính anh làm gì em đó mà em cứ... Anh làm gì em cứ tiếng nét. Em đợi nó như chú ơi, anh không cần em đi sớm trước tại vì em cho xe ra bến nó rất là bến. Ừ. Nghĩa là thấy mình nó né sợ ma nhá. Làm thấy anh né hả? Anh ăn thịt em đâu mà em làm cái gì hả? Quay đâu quay? Không phải lúc nào cũng quay đâu. Rồi. Rồi hello mọi người nha. Giờ mình chuẩn bị mình lên tại mọi người ơi, lên đường đi thôi. Ta cũng vô đây. Tôi mới sáng tác một bài hát trại giam Đồng Phú. Trại giam Đồng Phú bao người ấy cũng vô đây. Thuốc gì? Thuốc đó. Đi ngang mình đi ngang mình lấy thôi cần gì. Chứ tôi đi ngang giặt đồ cũng đây nè, đi ngang tôi lấy thôi chứ. Dạ.
áo lên mắc chết mẹ chứ gì đâu, có một bộ đồ giao lên cũng 50 ngàn, bình thường giặt có 20 ngàn à, đi ngang đó, đằng nào cũng đi ngang lấy thôi. Đóng cửa hả? Đã thua rồi, đóng cửa rồi. Mai xuống, mai xuống Sài Gòn giặt. Mai xuống Sài Gòn giặt. Khô. Người ta cũng giặt máy giặt đó mà. Đó là chỗ nào đâu? Bến luôn. Đi qua cái nếu mà cũng chính nhìn ra thấy cái xăng chưa? Thẳng đi. Ừ. Đi thẳng vô trong bến luôn. Đó làm sao? Thì hỏi họ cái cổng phụ và cái cổng xe ra chỗ nào là em qua đây. Vô cái lệnh nè. Rồi xuống thọ mình đu xuống máy đu vậy? Anh Phương số điện thoại đu. B5B6 gì đó. Em lên trước đi. Cái nhà mình đặt xe tên gì vậy? Mặt số điện thoại đu xuống máy vậy? 816. Rồi B56 là giường thứ 3. Mấy tay trái đi vô á, tầng dưới và tầng trên. Hả?
luôn. Ủa nãy thấy đông người khách chưa tới mọi người. Bây giờ mới tới được, mình đang ở bến xe Long Thành mới vừa ký lệnh xong rồi mọi người. Bây giờ đang chờ khách, khách ra chưa đủ. Trong thời gian khách ra thì sớm có mua mấy miếng xôi nè, mẹ miếng xôi ăn mọi người. Rồi bột xôi nè, và miếng gì chua kìa. Không sợ không, chua quá, muối ngầm. Khách nè mọi người, bỏ hành lý khách nè. Đó. Đây là xe Thanh Nhàn Đắk Lắk Đà Lạt nè mọi người. Thanh Nhàn đậu cái hơi á, bầu hơi, đậu hơi nó xì á mọi người, hơi xuống hơi á, xe nó sát với cái bánh luôn, hơi nó xuống á. Đây là cái đường đi sau xung quanh cái bến xe ra Đà Lạt. Bên đây là xe trung chuyển của mình tới nè. Anh trung chuyển này, anh trung chuyển này, anh kiếm chuyện cái mối với mình nữa nè, kiếm chuyện phải không, thích kiếm chuyện đúng không? Giờ mình bỏ hành lý cấp bỏ dòng dép nhé. Rồi ai xong mình lên xe nhé. Mời đứng cái đây không anh? Đi đó chị, xong đi đó chị. Đủ khách rồi đi đó. Rồi bước lên. Đi đi đi, đi vệ sinh vô trong xe luôn đi chị. Đừng đi đó, giờ tới giờ đi rồi đi đâu nữa? À trong xe có hả? Dạ bỏ dép vô đi cô. Cô tháo dép ra giùm con. Rồi mình đặt xe tên gì đây, số điện thoại mình, số máy đuôi nha chị. Dạ. Bỏ chung đi, hai người bỏ chung đi. 915. 915 đuôi đúng không? Dạ. Nguyên. Số máy. Rồi A7 giường thứ tư mé tay phải, đi vô tầng dưới nhé. A7. Hello mọi người. Hello mọi người. Anh ngoài gì đó? Đây là anh tài xế xe trung chuyển. Thôi cho ta lên kìa. Không cho lên luôn. Chặn đường không thấy. Bước lên, bước lên. Ôi, chơi chân. Anh làm vậy dơ chân hết rồi.
rồi bỏ chung vô, bỏ chung gì nó vô, anh vô trong đi. Rồi mình đặt xe số điện thoại đuôi số mình mấy vậy, số mấy đuôi vậy hả? 344 hả? Phòng 29. Rồi giường thứ 5 mét tay phải đi vô tầng dưới. Rồi bỏ chung với người nhà luôn, chung người nhà luôn. Bỏ chung mộng giáp người nhà luôn, xuống lên lấy cho dễ. Rồi xuống thọ đuôi của mình là số mấy đuôi vậy? 481. Hai người đi chung hả? Đúng rồi. Rồi bỏ một vô chung luôn đi. Rồi hai giường đầu, hai giường đầu hai bên giường trên. Đà Lạt thật là mát mẻ quá đi. Lên nó tới giờ đi là con không chịu lên, đứng tâm sự nữa. Đối diện nhau mà. Để lên con. Rồi nhà dịp xem cuối sau xe. Rồi. Mình đã xem tên gì đây? Hoặc số điện thoại số mấy đuôi đây? 772. Rồi giường thứ hai hai bên tầng dưới. Giường thứ hai à. Mình đi chung với Việt á hả? Chung với Việt luôn. Rồi. Rồi giường thứ hai hai bên tầng dưới. Hai người bỏ chung luôn đi. Còn số điện thoại của mình số đuôi là số mấy vậy? Không biết luôn. Rồi B1 giường mé ra trái tầng dưới giường đầu. Số điện thoại mình là số mấy đuôi vậy? 3751. Rồi A1. Rồi đúng rồi. Rồi số điện thoại đặt xe của mình là số mấy đuôi vậy? Dạ 2349. Tại có đổi lại số lúc đầu là 585, đổi lại 2349 luôn. A5. Dược A5. Có chưa? Thôi là giường thứ 3 mấy tay phải tầng dưới. Em xe đi tỉnh chưa đây à? Mình số điện thoại đuôi số mấy đuôi vậy? Dạ 033. Ở con xe chưa đây à bố? Rồi giường thứ hai bên tay phải tầng trên. Đây nè, để giờ mình coi app đây nè, người ta tên gì số điện thoại mấy nè là mình biết người ta nè.
mình biết cái người nào lên người nào chưa lên. Yêu cầu người ta lên ta đọc số đuôi điện thoại là mình biết người ta là có đi xe mình hay không, nằm giường mấy là mình biết rồi. Rồi xin chào mọi người nha, giờ mình đã xuống tới từ Đà Lạt mình xuống tới đèo chuối nè mọi người. Đây là đèo chuối này, ban đêm nè, đêm mọi người mới thấy rõ, tối quá. Địa phận của Đồng Nai rồi nha mọi người. Hôm nay là xuống hơi sớm nè. Bây giờ này mỗi bữa là mình tới Lộc An. Lộc An, Bảo Lộc. Tới Bảo Lộc, thường thường tới Bảo Lộc là tới 1 giờ rồi. Giờ thì tới Lộc An. Nhưng mà hôm nay thì mới 12:40, 12:40 mình đã xuống tới địa phận Đồng Nai rồi, Phương Lâm, Phương Lâm Đồng Nai. Hôm nay là mình về Sài Gòn, mình đã lại Sài Gòn không lên nha mọi người, rất tài Sài Gòn. Thành ra về Sài Gòn mà tranh thủ vô bến Đăng Sương á mọi người, đi sớm sớm thì còn chỗ đậu, mà đi chơi trễ á là xe ta về á, các tỉnh ta đổ về á, miền Trung rồi miền Bắc rồi ta đổ về chật kín rồi, không có chỗ đậu luôn mọi người. Thành ra ráng xiết về sớm thì nó khỏe. Thuốc là ngủ quá. Đây là xong một chuyến cuộc hành trình đó mọi người. Giờ mình đi vệ sinh cái. Rồi xưa mình vô đây mới có 4 giờ mọi người mà giờ không còn chỗ đậu luôn mọi người. Ở bên đây là bên xe buýt này mọi người, trống chỗ này là xe buýt nè. Chứ không phải là xe khách mình đâu. Bên đây là xe buýt mà đậu
xin ơn chú mọi người, mọi người ông cho mình đậu. Ừ. Bên giả bên đây xe khách à, vậy đặt hết trơn rồi, không còn chỗ đậu luôn đó, quay đậu ngang vậy đó mọi người, vậy không còn sắp hàng lối luôn, quay đậu ngang vậy đó. À, mà giải bên đây là xe buýt nè, mình đậu ké giải xe buýt luôn. Mới có 4 giờ mà chật cứng đó, 5-6 giờ nữa thì không xe không chú chích đâu được luôn mọi người, quá đông quá. Thôi video mình xin kết thúc tại đây, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video nha, giờ mình đi ngủ rồi mọi người ạ.